Những ngày cận Tết Nhâm Dần 2022, rất đông người dân tại thành phố Hồ Chí Minh trong trang phục áo dài lộng lẫy, phấn khởi tề tựu về không gian phố Ông Đồ, tọa lạc tại khu vực nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Ngột trời với đường may vàng, những ông bà đầu trẻ tất bật cho chữ của lễ hội Tết Việt Nhâm Dần thưởng ngoạn, chụp hình ngày xuân. Cận kề Tết Nguyên Đán, khu vực nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh được trang trí lộng lẫy hai màu sắc đỏ vàng làm rực rỡ một góc phố. Không gian Tết đậm chất Nam Bộ khiến địa điểm này luôn tấp nập người dân tới chụp ảnh. Điểm nhấn của năm nay là có dàn lồng đèn đỏ Hội An tạo nên góc chụp lạ và rất đẹp mắt để phục vụ nhu cầu của người dân, du khách trong và ngoài nước. Không gian nơi đây được trang trí khá đặc sắc, truyền tải những nét đẹp truyền thống của đất nước và con người Việt Nam, đồng thời còn mang tính hiện đại với thông điệp hướng người dân đến với cuộc sống đầy tươi vui trong những ngày đầu năm mới. Tết năm nay thì đi ra đường mọi người bịt khẩu trang nhiều hơn, nhưng mà vẫn rất là đông vui, vẫn rất là đẹp như mấy năm trước, cho nên là mình vẫn rất thích, cảm thấy rất là nhộn nhịp. Thì mọi người xung quanh đeo khẩu trang rất là nhiều, thì mọi người sẽ không có trang điểm lộng lẫy như mấy năm trước được nữa. Mọi năm thì mình không có đi ở đây nhiều nên mình không biết, nhưng mà năm nay mình đi tới đây mình cảm thấy rất là ấn tượng. Tại vì nó rất là nhiều màu sắc. Còn tại phố Ông Đồ, được bày trí khung cảnh với ông đồ bà đồ xưa viết chữ cho khách. Năm nay, tại đây có hơn 20 ông bà đồ với mực tàu giấy đỏ. Những vật dụng trang trí gợi nhớ Tết xưa được sắp đặt dọc mặt tiền Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai. Ngoài ra còn có các hoạt động dân gian ngày Tết như nặng tò he, làm tranh nghệ thuật xoắn giấy, giấy handmade tạo hình 3D, khắc thủ công mỹ nghệ, vẽ tranh truyền thần, góc ẩm thực đèn dầu, gian hàng áo dài, tái hiện một không gian Tết cổ truyền mộc mạc bình yên. Với chủ đề gói tinh hoa trao may mắn, Hội Hoa Xuân năm 2022 tại Novaland Gallery diễn ra từ đây tới mùng 6 Tết, từ 9 giờ tới 21 giờ mỗi ngày, với nhiều hoạt động thú vị đáp ứng nhu cầu ăn Tết, chơi Tết, thưởng Tết và sắm Tết của người dân. Đây là một trong những địa điểm đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội Hoa Xuân năm 2022. Mang đến cho người dân một lựa chọn vui chơi giải trí sau một thời gian dài giãn cách xã hội, tạo tinh thần vui tươi phấn khởi chào đón năm mới bình an và khỏe mạnh. Tinh hoa của Tết cổ truyền ở ba miền được gói gọn trong không gian của Hội Hoa Xuân, mang đến hương vị Tết đã rất gần. Cùng với đó là các loại hoa, cây cảnh như đào, mai, bưởi diễn, cúc mâm xôi đều có một ý nghĩa đặc biệt và thiết kế riêng, tạo nên những tiểu cảnh ấn tượng được nhiều người lựa chọn chụp ảnh check-in vào dịp này. Vì năm nay dịch quá thì vậy thì cũng thỏa mãn được nhu cầu người dân mà. Đặc biệt, hoạt động được rất nhiều người quan tâm là người dân được tự tay mình gói và nấu bánh chưng với phần hỗ trợ và hướng dẫn của các nghệ nhân lành nghề. Gói xong, bánh sẽ được nấu và thưởng thức ngay tại chỗ. Nồi bánh chưng sẽ đỏ lửa ngày đêm để phục vụ du khách. Đây là điểm nhấn khác biệt thú vị so với các hội hoa xuân khác. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.